tới chừng tôi ve tôi tức tôi nói sao bữa nào cũng như không làm có tay mất tôi rồi cái tôi ve lại giờ mới ve thôi thấy không thấy cái bóng hết nhập vô nam hay nữ nữ đó rồi cái bắt đầu tôi mới nói với bà thì bà đốt nhang mà cúng vái người ta có gì đâu và wow, đó là rồi cẳng em cứng nhắc cái chân kêu chồng em kêu giống như cứng ngàm luôn á. Cô bác quý anh chị, nơi mà của hai vợ chồng chú sinh sống á, là một cái khu này chẳng khác nào là một cái khu nghĩa địa bệnh Hưng Hòa. Nơi đây có rất nhiều mộ phần của người mất. Mà cô bác quý anh chị thấy không? Người mất, người sống phải sống nhờ đất của người mất. Ở một sự khó khăn vô cùng luôn. Không biết nói như thế nào luôn. Nơi đây là một nơi đầy dạy sự tâm linh. Và những điều mà cái câu chuyện tâm linh thì nó luôn xoay quanh trong cuộc sống của mình như thế này. Và chúng ta hãy nghe những người dân sống ở trong cái khu nghĩa địa như thế này kể về những cái câu chuyện mà họ đã từng chứng kiến, họ đã từng bị nhát như thế nào và hôm nay thật hư như thế nào. Mời cô bác quý chị cùng theo buổi hộ nha. À, con chào cô. Cô là người dân sống ở đây hả? Dạ. Cô cho con hỏi là cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 59. Cô sống ở trong cái khu này đó hả? Bao nhiêu năm rồi cô? Sống 30 năm rồi. Ồ. Là cô hai mấy tuổi cô vô đây cô sống rồi? À, 30 năm. Dạ. Thì ở trong cái khu này á, thì đối với con là một người bình, người dân mà không quen, sống ở một cái khu âm khí nặng như thế này. Mà cô thì lại sống, con cảm thấy sống là rất là thảnh thơi. Vậy thì con hỏi là cô thì cô có sợ không cô? Sợ sao không sợ, gặp sợ không sợ. Dạ. Hồi nào không biết sợ thì mà gặp lần ốc mắt nổi hoài. Cô gặp gì? Lần mắt nó nhát. Mắt mà không biết mình tưởng cái bóng đi ngang thôi. Lâu chưa cô? Đứng đó đi bà già. Lâu lâu rồi. Đi đâu mà dạ. Lâu năm ngoái cũng lâu rồi. Sao? Mới năm ngoái đây hả? Nhắc cô sao? Tới góc này là có cái bóng đèn. Mà tôi nói không lẽ cái bóng đèn tôi cứ bóng tôi mà đó đi tới này thấy hả? Mà giơ tay ngoắt gì. Rồi. Mà tôi hồi nào giờ tôi không có sợ, tôi không nghĩ thiệt. Tới chừng tôi ve tôi tức tôi nói sao bữa nào cũng như không làm có tay ngoắt tôi rồi. Tới tôi ve lại giờ mới ve thôi thấy không thấy cái bóng hết. Ngộ tới bóng đèn sáng chân. Nhà bà ngủ có thấy hoài gì. Bóng đèn sáng chân mà sao có người ngoắt. Tôi nhớ chợt lại bên đây nè là bà thấy cái bóng đó. Bóng ở đâu? Ừ. Bà đi ra sau hè bên đó nhà nhỏ em ở bên đây nè. Rồi cái bắt đầu bà đi ra đó thì người ta thấy, bà thấy cái bắt đầu nhiều khi bà xỉu, quéo tay quéo chân, kêu bà rồi tới chừng bà tỉnh lại thì bà mới kể. Vô đó. Nhập vô nam nữ. Nữ. Nó rồi cái bắt đầu tôi mới nói với bà thì bà đốt nhang mà cúng vái người ta. Có gì đâu. Nó nè bà chị này nè bà thấy hoài đó. Cô này là này ở trong nhà nè cô bác anh chị, cô này là sống nhà này, cô đây là gặp nhiều luôn. Nói chung tôi bị là mấy người đây biết hết trơn. Cái hết trơn yếu bị tim nữa. Mấy người đều biết hết trơn. Vô sao thì sao té làm sao mà con biết hết trơn. Vô té sao hay mỗi lần mà vô bà ăn cái là kêu ha gần chết quéo tay. Cô bị nhập luôn hả? Ừ nhập luôn. Lâu lắm bà tỉnh lại lâu lắm mới tỉnh lại. Cô bác của anh chị biết giờ này mấy giờ không? Giờ này là gần 6 giờ tối rồi đó. Cũng may là thời gian này còn cầu mặt trời chứ không mấy con chạy ra. Ngoài những cái câu chuyện đó thì còn những cái câu chuyện nữa không cô? Có, ông bà một lần ở bên bờ chuối đó. Hốt thảy bà xỉu một cái. Quăng thảy bà vô bờ chuối luôn. Bà lấy đồ cho cháu bà gom vô. Cái bắt đầu bà thấy cái bóng thảy bà vô bờ chuối bà là dớ theo mà. Cái bắt đầu người ta giờ người ta thấy bả thì nằm xỉu ịch đó rồi người ta mới khiêng bả vô nhà biết lâu kêu thì tỉnh lợ rồi bắt đầu quay ngang là bả mới kể vậy đó bả thấy vậy đó khiêng dụng vô bụi chuối chỗ cái bụi chuối đó nè chỗ bụi mía đó bị ma quăng vô dụng vô bụi chuối rồi bây giờ người ta mới đốn cái bụi chuối nó bỏ luôn đó bỏ rồi. Đốn bụi chuối bỏ đó chứ một lần có cái bụi chuối chị có gặp không? Không, em thì nói là ngày không có thấy mà có mấy bà này vòng vòng ở đây nè với cái bà chị bán xôi nãy đó là bà đi ngang bà thấy có nhưng mà nói là ngay chắc tôi nặng bún vía ông ơi tôi không gặp có sao nói vậy nhưng mà chị sợ mà sợ hồi cấp mới ở đây là sợ ngủ đâu có dám tắt đèn
để đèn sáng trưng, nhang là đốt đỏ chờ, có sao nói gì. Sợ ma mà, phải vậy thôi. Nó chị ở đây lâu chưa? Lâu rồi, ra đây nó ngay cũng lâu rồi. Hồi đó ra đây lặn hâm lặn heo à. Hồi đó em ra đây là không có hai cái nhà này, hai bên có mình nên em treo ngoeo ở đây. Trời. Mà cái nhà này thì nó đóng cửa gì nè, tối thùi. Không có đèn, đóng cửa mãn năm luôn. Không có cái bóng đèn nữa. Đó. Rồi hồi đó ông xã tôi mà ổng đàn ông cái ông nãy đó, ở chằng đó, mà ổng còn sợ nữa đó, ngủ ổng đâu có cho tắt đèn đâu. Rồi sau này nói chung mình ở riết rồi cũng như mình cũng quen. Đó. Rồi ở riết rồi quen chứ thì anh dòm đi mã mộ dần dần. Ở đây là cũng mã không đó. Ừ, mã đó, mã đó. Mã đó người ta chấm rồi đó, mà nữa người ta lấy đó. Rồi. Cái phần mã kìa. Ừ, còn mã đây nè. Đó, dài cô bác của anh chị. Ủa tại sao mình không ấy mà mình để cây cối vô luôn hả? Bây giờ đó là ta năm nay đuổi. Ở này lấy cốt chưa? Lấy cốt chưa lấy nè. Rồi năm nay cũng như là người ta lấy cốt đó, rồi bởi vì ta đuổi cái chỗ này quy hoạch rồi người ta không có dọn dẹp luôn. Ta cúng mà ta cúng ở trong nhà. Rồi bởi năm nay không có ai ra dọn dẹp chứ mỗi năm ta dọn dẹp sạch sẽ, đâu có dơ gì. Con mà trồng bỏ mã đó, mã đó, đó cũng cái mã ở đây nè. Ừ, chỗ con bé đó đứng đó. Ừ, đây mã không vậy thì mã không vậy thì ở đây mà cô bác quýnh chị biết gần cái xóm cái khu này á, gọi là cái khu nhị tỳ, thì có thể là phần người âm á, nó có thể là nhiều hơn người dương. Hả? người mất có thể nhiều hơn người sống, nhiều hơn. Đúng không? Nên thành thử ra là về việc mà buổi tối á, cũng lạnh người ha. Có con có nghe được một cái câu chuyện là có một cái vong hồn của một cái cô gái 16 tuổi. Cô có thể kể cho con nghe về cái việc đó được không? Biết nhưng mà không biết gành bà. Dạ. Này bà gành ha. Cô sao cô? Bà nhát hoài bà gành. Cô qua đây mà. Ngồi đi. Nãy cô nói con rồi đó. Cô dạ. Đi cho sáng nè. Nhát hoài bà gành. Hồi đó nó học sinh. Học sinh có 16 tuổi rồi nó đi học nó bị tai nạn xe. Thì nhỏ đó nó, ở đây là nó là độc quyền. Không ai mà không sợ biết thì biết nhát ba thôi chứ là một chôm ở đây rồi ở đâu người ta buồn đó mà dễ gì người ta chỉ mà sợ ém mã con người ta dễ gì người ta chỉ chúng tử chết à nhà này cô bị nhát hả mày nói nó theo tôi nhà nào cô sau lưng mình nè đừng có chỉ quay lên nó coi thấy chỉ chữ chết à. Rồi người ta bỏ đi luôn hả? Không ai dám ở đây nhà cất rồi cho có vậy thôi chứ không ai ở. Rồi cất xong bé đó ra em cất cỡ không được có đi tới nhà hai thằng cháu hai thằng em của bà vừa ở cũng chạy luôn không ở chỗ ở hả? Không ai dám ở. Cô bị nhát luôn hả? Một lần mà nó về một cái là mình mấy tôi tan nát nó nhập vô nhập cho cô hả? Ba đàn ông mà làm không lại cô bà chạy ha chạy luôn nắm mà ba đàn ông mà làm không lại kẻ nắm giò người nắm tay bà bỏ quật một cái một là mất tiêu hết trơn mấy nó té trời cô chạy cái đường này nè. Cái hàng rào mà lứa B40 người ta rào đó con mà cô chạy cô bay qua luôn đó. Đập cái hàng rào ta dậm xuống luôn hồi chừng mà nó thức ra là nằm ở ngoài mã. Ta vô ta kiêm vô. Ban ngày hay ban đêm cô? Cũng cỡ giờ này nè. Cô nói thiệt á, cỡ giờ này nè, hôm đó là cỡ giờ này nè, Hải đâu nè. Đâu đây... rồi mấy đứa mấy con đó. Cách đây lâu chưa? Hồi năm rồi đó. Hồi năm rồi. Năm rồi mà gần Tết hay sao? Chưa đó Tết khoảng 3-4 tháng rồi mới Tết. Là cô bị. Rồi cái đây là đem về là giò tét mình tét tay chân sưng nó cho nó quýnh vô tường không á rồi cái em nó mất lâu chưa không nó rồi cũng cỡ 30 năm rồi mà lúc cô chưa có về đây cô còn trên kia là dưới này nó mất mất lâu cỡ 30 năm nhưng mà cô ở đây là bị nhiều nhất ở chỗ đây là bị nhiều nhất tại ba bị nhiều nhất tại ba bị nhiều nhất quá nhẹ cô gặp thôi chứ cô không sợ không gặp nghe chứ hồi nào tôi chưa có biết gặp có bị nhát là người biết chứ nghe nói cái bụi tre mà làm bên đây mà cũng thấy hoài nha mà từ lúc đốn cái bụi tre đó tới giờ thấy đỡ nhưng mà ở vòng vòng đây là bao nhiêu hộ người hộ dân sinh sống cô không mình không có đến tới trăm hộ dài lại lặng này cũng nhị tỳ không nhà nhất mà nhị tỳ không à mã không nhóc mà mã không đó rồi trở lên này cũng mã luôn ra hồng mà không này cũng mã qua bên đây cũng mã này cho lên con không có mã nè đó cô đó nó nhắc nó hồng mã không cho lên con không có nữa mày ngó xuôi cũng có mày ngó ngang cũng có ngó đâu cũng có mã nói chung là nhị tỳ mà ở đâu cũng nào mã không á sao nghe nói sao em gần người à mã sự thật có thiệt chứ không có thiệt chứ không có nói thiệt ở đây là
Tại sao cô không chọn sống ở khu khác mà cô lại vô đây cô sống? Tại vì mình hay là nào người ta có tiền người ta mua ngoài mặt tiền, còn mình khổ quá khổ mới vô để sống thôi. Nhưng mà đất ở đây là có mình có mua. Cũng mua nhưng mà đó mua rẻ vậy thôi, nhiều người mua. Có người mua, có người ở lâu rồi người ta bán mình có, còn nhiều người cũng không. Cũng như nè, như nhà em nè, cắt là ra đây cắt không. Thấy nói mẹ người người chết đi về tới người sống cắm xuống mình ở vậy đó. Chứ đâu có mua đâu. Đó. Rồi á mình nghèo thì bởi vì mình mới ra vậy tì. Chứ không phải giàu thì lấy cốt thì cũng như rộng chỗ nào rồi mình cắt chỗ đó vậy đó. Chỗ nào lấy cốt thì chị cứ lóc lên chị xong. Ừ, vậy đó. Chứ đâu có ấy đâu, có người thì nói mình hay dài lưu đẳng, có người người ta cũng mua, có người không. Đó. Rồi như em thì nói ngay hồi đó nhà chẳng đông lắm. Rồi ông ba ông mới nói hôm hai bây ra đây cắt đi. Hồi đó sợ. Hồi đó bà mẹ bà nói ra đây cắt leo leo mình lên, nó sợ ma nè. Đừng có cắt bên đây. Bà kêu cắt bên cái phía bên đây nè. Mà thằng em chồng em nó không chịu. Nó nói cắt bên đây thì ai làm gì làm, tôi không tiếp, cắt bên đây tôi tiếp. Đó. Tại em thấy mã ấy rồi đó. Rồi cái nó mới nói vậy, cái em mới nói nè thôi vậy làm theo ý nó đi. Nó nhà mình mà nói là em mình cũng làm theo ý của em mình. Rồi ý bà mẹ bà nói mã. Anh ra sau lưng nhà em coi mã hả lừ hết trơn luôn. Hồi đó hả tôi ở tôi sợ lắm luôn. Tôi ở tôi sợ dữ lắm. Tôi ghê tôi ha, hồi đó ra mà không, hồi đó mới ra đây sợ thiệt. Trời ơi tôi nói ha, bây giờ có hai ba cái nhà hai ba bên. Hồi đó em ở hả theo leo có mình nên anh tính. Theo leo cái nhà chui lũi mà hồi đó cái nhà sùm sụp chứ phải mà tôi mới ấy lên như sao chị giờ. Không ra trọ ở? Ra trọ mình không có tiền. Chị đang làm cái công việc gì? Em hả? Ở nhà cơm nước. Chồng? Chồng thì đi làm bốc vác chứ đâu có làm nghề gì đâu. Bởi vậy thành ra thấy vậy thôi mình mới cắt nhà ra đây ở. Dạ. Chứ theo gì phải như mình có tiền thì mình cũng đâu có ra đây ở làm chi đâu. Nó bởi vì ra đây ở làm chi mã mồ ma ha, mỏ khổ ghê. Bởi vì quá à. Tiền bạc mà không khả năng mua bạc tiền nổi thì giờ mình phải ở đây thôi. Khổ quá khổ phải ở đây. Đối với cô những lúc mà cô sợ nhất thì cô sẽ làm gì cho hết sợ? Trời sợ nhiều khi run hết trơn ở trong nhà nhúc nhích gục không dám đi ra ngoài. Nghe cái gột là không ai nhát. Đừng nói gì nghe cái gột là hết hồn hết vía nghe ma nhát rồi. Không dám bước ra ngoài. Tại mấy đứa này là ở sau, tôi ở trước rồi đó, thằng đó tôi sợ ma muốn gần đó, chết. Đó, nghe kể đó, vòng vòng ở đây là cái khu này là mộ không ha? Cho em hỏi, em thấy ngôi nhà này á, vắng thật sự. À, thì chị thường ra vô là chị sao với lại ngôi nhà này? Không, sao, nhà. Ở sớm thôi. Sớm rồi. Dạ. Sớm rồi hỏi bà câu điện nhờ xài đó, rồi qua đốt đèn nhà bà. Rồi chủ nhà nhà này đâu chị? Ở ngoài Bình Dương đó. Đi Bình Dương hết rồi. Dạ. Nhà này là có bao nhiêu người ha? Có hai chồng già với mấy đứa con, mà mấy đứa con ngoài có vợ có chồng hết rồi. Còn ổng thì do Bình Dương làm với bà lãnh già về nhà trọ mai á. Có thường về nhà này ở không? Như hồi ổng còn sống thì về, rồi từ hồi ổng mất tới giờ ít về. Bao năm rồi? Bao năm không? Hai năm nay. Hai năm nay không về. Ừ. Thì cái ngôi nhà này thì chị có nghe, chị là người ở xóm ở đây. Sắp lên đây nè. À, nhà đó đó. Chị sống ở trong khu này chị sợ? Không. À, ừ. Chị đó giờ có gặp chuyện tâm linh gì không? Không. Không luôn hả? Không thấy gì chứ. Ra vô 3 giờ tôi thức ra ngoài nấu bún bán đó, con đâu thấy gì đâu. 3 giờ phía ra vô bình thường. Dạ. Dạ. Yeah. Là ngôi nhà này đặc biệt là ngôi nhà giống như là hoang. Dạ, nhà hoang không ai ở. Không ai ở nhưng mà em thấy chị ra vô à, em tưởng đâu chị là chủ nhà. Không phải, đốt đèn rồi gì đó. Nhưng bữa hổm không có đèn rồi cái anh ba đó. Ông câu giùm cái bóng đèn lên đang đốt cho nhà sáng đó, nhà hổm tới hù à. Chị đốt có thắp nhang không? Cái hương bữa hổm trên đó gà nhảy bể rồi, không có đốt. Có nhang mà không có đốt, bữa hổm còn thì ngày nào cũng thắp trơn á. Bỏ cái... hoang nhiều năm ha chị. Dạ. Ha. Bây giờ hồi bà cắt lên tới giờ bà đâu có ở, đâu bà đi Bình Dương tới giờ. Chị ở đây cũng nhiều năm rồi. Ra ngoài này ở 6-7 năm rồi. Không gặp gì hả? Không. Chị sợ không? Không. Không sợ luôn? Không sợ. Nghe mấy bà kể gì có không sợ vậy. Ừ. Tại 3 giờ thức ra ngoài nhà mẹ ngoài đó đó, chỗ cái cua đó đó, nấu bún bán. Dạ. 3 giờ khuya đi ra vô bình thường, không thấy gì chứ. Em cảm ơn chị chia sẻ với em nha. Dạ. Em chào chị. Dạ. Chị năm nay...
kia vậy? Bốn em hay gì? À, sống ở đây được bao nhiêu năm rồi? Thì mà em sống nhiều năm, làm sống nhiều năm cũng có 11 năm. Ừ. Em thấy là chiều hôm nay vào một buổi chiều như thế này á, ở trong cái khu này á thì nó cảm thấy rất lạnh lẽo. Dạ. Chị có quen không? Hồi đó cũng gì cũng sợ ma lắm, không dám ngủ. Ừ. Rồi giờ ở với quen anh ơi. Dạ. Dạ. Ở dưới hồi đó em có cầu này nè, mẹ em ở phía sau nhà bà Diễu đó. Dạ. Nhìn qua thấy nhà mình đó đó. Thấy cái bóng đi qua luôn, nhỏ con gái. Rồi lúc đó là giò cẳng em cứ ngắt cho không nói chuyện được. Rồi lúc đó em mới kêu chồng em là em đang ngậm gung nè. Ý là có bầu mà em còn thấy có bầu bé đó đó. Ờ. Em kêu chồng không được luôn. Em lết thì da không. Bao lâu rồi? Bé mấy tuổi rồi? Bé này mới có 16 tháng à. Là năm rồi. Dạ, mới năm rồi đó. Thấy mà sao nhà này nè. Dạ. Lúc đó mấy giờ? Bây giờ nói em còn ớt nè. Đâu? Lúc đó ha là mới có giấc chiều là mới có 6-7 giờ thôi. Em ra em lấy tôm ăn cơm. Em ra sau nhà dốt á, em lấy tôm với cơm ăn. Dạ. Thì thấy cái bóng con gái đi qua, lúc đó là giờ cẳng em cứng ngắc hết trơn, kêu chồng em kêu như cứng hàm luôn á, kêu không được. Kêu không được luôn hả? Kêu không được, cứng hàm luôn á, quá sợ á, cứng hàm luôn. À, đi quay lại là em mới lết lết ra mà em gung không gì nữa. Em mới đi ra kêu chồng em. Rồi tối đâu dám ngủ không đâu, không dám đi đâu luôn ở nhà coi em vậy, tại có bầu á đâu dám đi đâu đâu. Người ta nói có bầu nọ không dế thấy chứ cũng thấy bình thường. Đây cái gì bây giờ không ai bớt sợ rồi đó, như đó mới về sợ lắm sợ. Tại mình không có đất, không có nhà ở, mình dám chịu. Mình chịu vậy thôi. Đây. Nhà chịu bên đó hả? Đâu, em ở ngoài nhà chồng em á. Ừ, chịu qua đây. Dạ. Chiều qua đi chơi dọn coi mẹ có đi bán thì mẹ cơm nước rồi cho ổng ăn vậy đó, rồi chút rồi em về ngoại. Chị lúc đó là qua mẹ chơi ở đây chị thấy hả? Dạ, tại vì lúc đó nó ngay là có bầu tôi ưa em ơi về mẹ nhà mẹ lắm, sợ đẻ bất tử đó. Lúc đó có em thấy là mới còn tháng mấy nữa em sanh rồi đó. Mẹ lúc đó em thấy đó. Nhưng mà nãy giờ em chắc chị quen nên thành thử là em thấy ở đây mình sinh hoạt là bình thường nè. Dạ, quen rồi. Ở lâu năm rồi đó. Chứ thật ra thì đối với những người mà không quen á, thì gặp những cái nơi mà như thế này cũng lạnh lùng, lạnh người á. Ở đây vô như vậy đó khoảng 7 giờ mấy là ít có ai đi qua lại. Nhà ai nữa ở. Những cái 6 mấy 7 giờ cái bà gì đó bà thấy, bà dắt chó đi đái rồi đó, bà thấy hoài. Cái gì 6 đó đó. Bà dắt người ta tiểu đái rồi là bà thấy đó. Cảm ơn chị. Không biết thì đối với cô bác quý chị, những người mà xem qua clip thì như thế nào? Nhưng mà đối với Bùi Hồ lần đầu tiên mà vô một cái khu dân cư mà cái người âm cùng với người chung, người dư cùng với người sống vào một cái khu ở như thế này, cảm thấy rất là lạnh người luôn. Hôm nay vào một buổi chập tối đây, quay về cái cuộc sống những người mà sống ở cái khu Nhị Tỳ, nơi mà lạnh óc nhất, để cho cô bác quý anh chị xem. Cũng mong rằng là cái thước phim này để mà cho cô bác quý anh chị hiểu rõ thêm một phần nào một cái xóm nghèo sống ở nơi cái khu Nhị Tỳ như thế này. Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau. Ôi, ở đây.